vào những tình huống giao tranh, các bạn thấy là Honor xử lý lỗi này. Honor lại lao vào dính hợp chất đoạn dính tạt xuống đồ chết chay, đúng là vào hút chiêu. Không xử lý nổi với R flag. Nhưng mà ngay sau đó các bạn có thể thấy là Zerg nó đã phản đòn làm choáng được JJ. Tình huống trước đó tại sứ giả 2 là Zerg đã phản đòn cái R2 của con On nha anh em nhé. Nó phản đòn luôn cái R2 của con J, làm choáng người trở lại Franre và chặt Franre chỉ có tốc biến chạy thôi. Và teamfight Viper hoàn toàn không được chơi điện tử. Đánh đến đây thì cái game đấu này thì chắc là nó chỉ là vấn đề thời gian đối với T1 mà thôi. Vì chênh lệch của cả hai lớn quá. Quả này Faker găm quả phi tiêu nhìn nó hơi buồn cười chứ. Một Sivir 2010 đánh với Kalista mà 2010 thì quá tốt rồi. Đây là điều mà Guma đã không làm được trong gặp trận và gặp Fnatic thì cầm Aphelios chết liên tục.